Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Trí để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nhân quý vị. Mời quý vị mình vào phía trong để gặp anh Trí ha. Rồi, em chào anh Tuấn. Chào cả nhà. Hôm nay em có cũng làm một clip thứ hai ha, cũng là mai tàn và một ít mai phôi. Cũng giao lưu cùng cả nhà. Rồi, địa chỉ của em là ấp An Lạc Trung, xã Sơn Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại em là 0035279081 5, cũng là Zalo của em luôn cả nhà. Rồi. Bao ship toàn quốc ha. Rồi, em bao ship toàn quốc luôn cả nhà. Rồi, mã số đầu tiên. Mã số 1 luôn cả nhà. Rồi, chiều cao. Cao 1,5m luôn anh. Rồi, anh đo quần luôn ha. Quần 23. Rồi, 23 quần. Rồi quý vị, mình nghe cái dàn xương em nói nè. Em này cái dàn xương theo đặc kẹo luôn nè. Cũng đế luôn nha quý vị. Để thì tứ phía luôn ha. Rồi, giao luôn nha anh. Cây số 1, 1 triệu anh. 1 triệu. Rồi, dạ. Xuống cây, 1 triệu mà bao ship luôn. Rồi, mã số 2. Rồi, cao luôn anh. Cao 1,5m luôn anh. Rồi, vô hoành luôn. 18 hoành. Rồi, 18 hoành. Tay cành đều luôn. Tay cành đặc luôn ha. Rồi, để luôn. Để cũng đều luôn nè quý vị. Rồi, vô luôn như anh. Dạ, số 2 650 anh. 650 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 3. Em này cũng tay cành cũng đẹp luôn nè. Rồi, chiều cao. Cao 1,5m luôn anh. 1,5m luôn. Rồi. Này cái bầu nghiêng chứ không phải cây nghiêng như quý vị. Đó, rồi. Đứng cây là ha, đẹp là ha. Rồi, hoành luôn. Hoành 18 luôn anh ơi. Rồi, 18 hoành. Tàn đẹp luôn. Tàn đẹp luôn ha, xe đều hết trơn nè. Rồi, để là quý vị. Đó. Có hai chỗ dán băng keo, chỗ để dán cũng có cọng to nằm đây luôn đó. Đó. Rồi, giao luôn như đây anh. Dạ, số 3 650 luôn anh. Rồi, 650. Rồi, xuống cây. Số 4 ha. Số 4 luôn anh. Rồi. Chiều cao. Cao 1,6m luôn anh. 1,6m. Rồi, hoành luôn anh. Hoành 24 luôn anh. Rồi, hoành to dữ ha. 24 hoành. Rồi, quý vị mình nghĩ tay cành ha, cành cũng đều luôn nè. Rồi, xuống đế luôn nè quý vị. Cái củ tròn tròn ở đây ha, củ. Này, củ 4 chắc hồi nãy mình đo bị cắn này quá. Đo ngay đây, ngay đây giúp em này. Hồi nãy đo bị cắn quá. Bị hơi cắn nè. Dạ, chắc cắn đó, cắn mình không 21 đi, 21 đi. Rồi, đo trên đó 21 như quý vị. Số 4 là 21 nha cả nhà. Nãy đo mấy đầy mình cắn đó mình hơi cắn này chút. Rồi, giao luôn như anh. 650 luôn anh, số 4. 650. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 5. Rồi, chiều cao luôn. Số 5,5m luôn anh. 1,5m luôn. Rồi. Hoành luôn. 19 hoành luôn. 19. Tay cành đều đều không ha. Rồi quý vị nghĩ tay cành nè. Rồi để luôn nha quý vị. Đó, để cũng đều quá nè. Rồi giao luôn nha anh. Số 5,600 luôn anh. Rồi 600 quý vị. Rồi, xuống cây.
Rồi, mã số tiếp theo, số 6. Rồi, cao luôn. 6,5 m luôn anh. Rồi, 1,5 m cao. Rồi, hoành luôn. Hoành 20 luôn anh. 20 hoành. Rồi, xây luôn anh. Rồi, quý vị nghe tay cạnh. Cạnh cũng đều luôn ha. Rồi, quý vị nghe đế luôn. Đế cũng tứ phía luôn nè. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Số 6, 900 luôn anh. Rồi, 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 7 ha. Số 7. Rồi, chiều cao. Số 7, 1m45 nha anh. Rồi, khoảng 1m45. Rồi, hoành luôn. 21,5 tính 21 đi anh. Rồi. Rồi, quý vị nghe tại cạnh ha. Tại cạnh đều hết trơn. Rồi, xuống đế nha quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Số 7, 950 luôn anh. Rồi, 950 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 8 luôn. Rồi, mã số 8 rồi quý vị. 8,6 m luôn anh. 6 cao. Rồi, hoành luôn. Hoành 18,5 tính 18 luôn anh. Rồi, xây luôn anh. Đây quý vị, nghĩa ha. Tay cạnh ha, mấy em này dàn xương thì cũng khích nữa nè. Tay cạnh thì phân bố cũng đều ha. Để luôn, để đều quá xá nè. À, phân bố đều ha, đều bầu trên. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Số 8, 700 luôn anh. 700, rồi, xuống cây. Rồi, mã số 9 luôn. Rồi, cao. Hơi bị nghiêng nghiêng chim cây vậy. Rồi, để chim cây. Chim vậy ha. 1,4 m luôn anh. Rồi, chim lên cho cây nó đẹp nữa ha. Đó, còn thiếu chim miếng nữa. Miếng nữa. Còn miếng bên kia anh. Chảo đầu gói anh á. Chim miếng luôn, 2 miếng luôn. Rồi, miếng đủ rồi. Vậy nó chịu đứng nó ha. Quanh 19,5 tới 19 luôn anh. Rồi, sẽ chậm chậm nha. Cho nó an toàn cái cây ha. Rồi, quý vị nghĩ tại cành. Tại cành quá xa ha. Đặt cái trên này ha. Rồi, xuống đế cái quý vị. Đế nó nè. Đều bốn mặt ha. Rồi, cho luôn như đây anh. Số 9, 900 luôn anh. 900. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 10. Rồi, cao luôn. Cao 1,3 m luôn anh. Rồi, 1,3 m cao. Rồi, hoành luôn anh. Còn 17 luôn. Rồi, 17. Rồi, xây luôn. Rồi, quý vị nghe tay cạnh ha. Cạnh cũng đều nè. Rồi, xuống đế luôn ha. Đế thì cũng đều luôn. Bốn mặt có đủ nè. Rồi, cho luôn như anh. Số 10, 600 luôn anh. 600. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 11 ha. 11. Này khá cao. Này lấy 1,7 m đi anh. Rồi, 1,7 m cao. 20 hoành luôn anh. Rồi, 20 hoành. Cao ha. Vì em thích tông cao, em này cao. Nãy giờ em này cao nhất hồi nãy giờ đó. Tại cạnh phân bố đều ha, cũng khích ha. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, giao luôn nha. 11,950 luôn anh. Rồi, 950. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn.
12. Em này cũng cao luôn nè. Em này còn cao hơn em nãy nữa. Rồi, đây rồi ha. Này trong pha lấy này chắc mét 8 à. Mét 7 đi anh. Lấy mét 7 thôi phải không? Rồi, tính mét 7. 19 hoành anh. Rồi, hoành 19. Chị này cao. Vì nghĩa tại cạnh ha. Rồi, đều ha. Được cái tông cao cao. Để nè. Đế này dữ hơn em kia. Đế lực hơn ha. Đều hơn nè. Đó, nhưng mà tay cành thì không đặt bằng em kia. Rồi, giá luôn nhiêu anh? 12.850 luôn anh. Rồi, có gì bù qua chứ lại. Rồi, xuống cây. Rồi, mắt số 13 luôn. Ba mét rưỡi luôn anh. Rồi, mét rưỡi. Rồi, hoành luôn. 21 hoành. 21 hoành. Tay cành đều. Cành xè ngang ha. Em này thì trong mấy cái nách nó có... Vậy bị cháo quá. Nói chung là mấy cái nách nó u nhẹ hết trên không có gì. Đây có bị nắng hơi cháo quen không thấy. Hơi nhẹ nhẹ. U nhẹ nè, bên đây nữa nè. Chung nách, cái nách nào cũng có u nhẹ nhẹ vậy đó. Mà xuống đế luôn nha quý vị. Cái này hơi chán lắm đó ha. Chán thân. Đế thì quay ok. À, đế đẹp luôn nè. Rồi, cho luôn nha anh. 13.950 luôn anh. Rồi, 950. Rồi, xuống cây. 14. Rồi, xuống 14 con. Có mặt hoa luôn ha. Rồi, cao. Mét rưỡi luôn anh. Mét rưỡi. Mười tám rưỡi luôn anh. Rồi, hoành 18. Em này ra nụ có hoa luôn nè quý vị. Tay cành quý vị nè, nghĩa nè. Có mật bông. Nghĩa tay cành này thích nha. Mật bông là nên tấn quay em một bông. Đây. Đụng hết mật ba hai tay rồi đó. Đây, mật bông này. À, hiện tại bây giờ là mình thấy là 9 cánh ha. Trống ở đây chắc nó rụng hết cánh thôi chứ thường thường hai lớp thì nó phải là 10 ha. Ừ. 9 cánh. Tay cành đều nha quý vị. Hoành nãy đó rồi. Rồi đế luôn nè. Đế thì tứ phía luôn, có đủ. Cái thẻ cây luôn. Xì tầm ngon. Này thì bông. Hôm nay em quay là giá giá để mình làm quen luôn cả nhà ơi. Rồi, này mình giao luôn như anh. 14.650 luôn anh ơi. 650 luôn, để đẹp tay cành đẹp, bông đẹp luôn. 15. Rồi. Bông đẹp luôn. Mắt số 15. Nó đủ luôn. Cần mét 1 luôn. Rồi, mét 1 cao. Rồi hoành luôn, em này thì sàn nhỏ nhỏ ha, gọn gọn ha. 17.5 tính 17 luôn anh ơi. Rồi, xây luôn. Đây, tặng nó đây. Cái này gọn. Rồi xuống đế ha. Đặt lại em này đế thì ở eo đều một trận. Rồi vô luôn nha. 15.450 luôn anh. 450. Rồi, xuống cây. Rồi lên 16 luôn ha. Rồi mã số 16. 16 1 mét rưỡi luôn anh. Rồi, tầm mét rưỡi. Tầm mét rưỡi nhưng cái gì? 20.5 tới 20 luôn anh. Rồi. Rồi gì nghĩa cái tay tay cành ha. Rồi, xuống đế thôi nhưng cái gì? Rồi, giao luôn nha anh. 16.700 luôn anh. 700. Rồi, xuống cây. Rồi, số 17 luôn.
Rồi chiều cao 1m6 đi anh. 1m6. Rồi hoành luôn. 18 hoành luôn anh. 18. Rồi xoay xoay. Rồi quý vị nhớ tay cành ha. Em này thì tay cành đặc rật hết trơn nha quý vị. Đó, từ trên xuống khích luôn ha. Để thì tứ diện luôn. Đó. Em nào nó hơi chỗ chỗ đâu quý vị gì đóng kéo xuống nữa ha. Đóng cái nọc tụi đó, cắt ngàm kéo nó xuống cái bấu xuống nó đẹp hơn. Rồi, giá luôn nhiêu ra? 17.550 luôn anh. 550. Để đẹp tay cầm đều luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, lên 18 luôn. Bữa này rồi, 18 em nào. Bỏ một cái xuống ngoài. Rồi, 18 em này ha. Rồi, cao. 1.5 luôn anh. 1.5. Rồi, vô hoành. 18.5, 18 luôn anh. Rồi. Diện tay cành luôn. Cành cũng bự bự không ha, cũng đều nè. Rồi để chị nghe kỹ nha. À. Rồi cho luôn như ra. 18.500 luôn anh. 500 luôn. Rồi xuống cây. Chín viên luôn. 19. 19 luôn. Mét rưỡi luôn anh. Rồi mét rưỡi cao. Hoành 18 luôn anh. 18 hoành. Đợi cái gì nghe dàn xương em nói ha. Rồi để luôn nè. Rồi cho luôn như thế anh. 19.550 luôn anh. 550 luôn. Rồi xuống cây. 20. 20 luôn. Đây cũng khá cao nè. 1.5 luôn anh. Rồi. 1.5 luôn. Vừa giả luôn, 1.6 luôn á. Cao hơn này nhiều cũng 1.5 mà thấp hơn này xíu cũng 1.5 luôn. Lấy 1.6 đi. 1.6 đi anh. Rồi. 18.5 tính 18 luôn anh. Rồi. Nói chung là báo cái chiều cao, nói chung là có dư có thiếu nha quý vị. Nói chung là tầm 1.5 ăn lên, còn ăn xuống cũng có. Thành chiều cao thì cũng thành vấn đề quý vị. Trên lệch một xíu không sao. Đế nè. Đây, như vậy đế ha. Đó, đế cũng đặt hết trơn nè. Rồi, vô luôn nha anh. 26.550 luôn anh. Rồi, 6.550 đế đẹp luôn á. Rồi, cũng cay luôn. Okay, được. Mình tính mấy em phôi cái ha. Phôi đây, lên phôi rồi. Rồi, mã số 21. Vâng, được rồi, 21 mình thôi. Đấy, đi, hồi ghi. Có, em có em nào? Không, không, không. 21 nè, nè, nè. Rồi. Rồi, mã số 21, một phôi mai vàng. Nó 76 luôn anh. 76. Rồi, vành 37.5 đến 37 luôn nha anh. Rồi, xây xây luôn anh. Quý vị nghĩ ha. Em này cái đầu già, cái chỗ này quý vị nghĩ kỹ cái đầu già em đó nè. Nó cũng chảy chảy gì vậy ha. Xù xù, xù da nè. Này phải xù quý vị. Này tính sao quý vị? Cũng xù nhẹ nhẹ phải không? Dạ. Rồi, nhẹ nhẹ thôi. Đầu già có ha, còn đế đây quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu ra? 21, 1 triệu 9 luôn anh. Rồi, 1 triệu 9. Rồi, xuống cây. Rồi, mình lên 22 luôn nha quý vị. Rồi, mã số 22. Rồi, cao luôn. 115 anh. Rồi, 115. Rồi, bạn. 43 hoành luôn anh. Rồi hoành 43 luôn quý vị. Dáng cũng siêu siêu. Dịu gì ghép ha. Này gì ghép chơi quý vị. Quay quay mặt lửa này luôn. To luôn. Quay quay.
Chích của cái da ngay đây nha quý vị. Nói chung là con sam cứng ha. Đây nhẹ đây cái. Đây cũng có ha. Rồi quý vị nghĩ để luôn. Để cộng to ghê không? Cung cung giống cái tay mình đang cung quá. Rồi giá luôn như đây anh. 22,5 triệu luôn anh. 2,5 triệu. Rồi xuống cây. Ba luôn. Rồi số 23 luôn. Tiếp tục một phôi mai vàng ha. Đây cũng to to nè. Rồi chiều cao. Cao 90 luôn anh. Rồi 90. Rồi cho em cái quần em nói luôn. 38,5 đến 38 nè anh. Rồi xây xây luôn anh. Rồi có gì nghĩa ha. Để này cũng giữ á. Trước phía có đủ nè. Mặt bên đây lực quá xá lực luôn ha. Cầm nghiêng xuống chút nữa để này ập nó xuống luôn ha. Ập cho cái mặt này ập xuống nè ha. Cái này nó qua bệnh chút xíu nữa đó. Nằm nghiêng qua đây nè. Ập ập con lấy mặt này đưa lên nè. Đó, xuống vậy đó. Ập xuống vậy là được ha. Rồi, giao luôn như anh. 23,1,9 triệu luôn anh. 1,9 triệu. Đây, xuống cây. Đi đằng kia luôn. Rồi, mình còn một phôi nữa quý vị. Số 24 ha. Đây, số 24 nha quý vị. 60 luôn anh. Rồi, hoành luôn đi. ba mươi ba đi anh. Rồi 33. Để nhưng quý vị em này của mình cũng gần gần quá ha. Thú tờ tờ nhưng cái mình nó hơi ngắn. Hơi lượng thân ha. Đế cũng đủ luôn nè. Mình đây nó nó vậy nè. Cái này cũng ra cái mình ngắn ha. Mình ngắn ngắn xíu gặp mình dài hơn ra là hình thú à. Rồi, giao lưu như thế anh. 24 em giao lưu 1,3 triệu luôn anh. Rồi, 1,3 triệu. Dễ thương, giá dễ thương. Giá này giá làm quen lại anh ơi. Rồi. Mới vừa rồi cái clip đầu tiên em không có mà giá nó hơi cao, không có nhà thông cảm. Đó, giá này là dễ chơi rồi ha. Cũng cuối clip thì cũng rất là em cảm ơn cả nhà. Vừa rồi thì cũng có ủng hộ em clip vừa rồi. Clip này cả nhà ủng hộ em tiếp tục nha cả nhà. Em chào cả nhà.